Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Pèo, ngày hôm nay thì mình thấy một cái map, nhưng mà cái tên map nó không quan trọng bằng tên người xây map. Well, Jeep Pro Level Max rồi. Ôi, đọc quả tên nó thấy là Level Max Pro luôn các bạn ạ. Khiếp thật. Well, Jeep Pro Level Max. Ok luôn. ID là 10463 55533. Ấy giờ ID cũng đẹp phết nhờ, 5533 các bạn ạ. Đấy, thì map này được cập nhật ngày 23 tháng 10 thì cũng khá là mới, không quá cũ các bạn ạ, tầm khoảng 1 tháng trước. Đấy, thì mới có một người đề cử thôi. Không biết là chơi như nào nhưng nhìn qua ảnh bìa này, trông nhìn có vẻ ok like này, ảnh bìa này chắc là chụp ở đâu hay là cái gì tôi cũng không rõ. Mấy bạn tự build hay như nào tôi cũng chưa biết các bạn ạ, nhưng mà để coi thử xem cái map parkour của bạn Well Zip Pro Level Max này xem chơi như nào bạn ơi. Thấy có mỗi hai bình luận này hay hay. Với cả một cái đề cử các bạn ạ. Không biết là chơi như nào, phong cách cartoon cộng lá cây hình vuông. À, ok. Mà tôi thích để là cây hình tròn nó được không ta? Ok bạn ơi, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhớ đăng ký ủng hộ mẹ bè bận nhá. Rồi, thì trước tiên là mình cứ chỉnh qua lá cây hình vuông đã. Chủ map bảo mình để lá cây hình vuông thì mình để lá cây hình vuông thôi. Ok luôn. Thoát ra vào lại game bạn ơi. Rồi. Ok. Tên map là ủa sao nãy thấy tên map khác và sao bị vào tên khác nhỉ? Parkour in the night. Ok, cảm ơn đã download map. Rồi, xem nào. Map này xem chơi như gì đây. Ảnh bìa trông nhìn cũng đẹp đấy. Mà không biết cái này bạn ấy tự build hay là bạn ấy lấy ở đâu tôi chưa rõ. Mà là không cấm xin đi à? Ôi, nhưng mà được cánh cũng đẹp nhờ. Cũng đẹp đấy. Mình tắt xin đi đã. Rồi, ok lẹ bạn ơi. Mình tăng tầm nhìn lên cái đã. Để xa các bạn ơi, nó cho đẹp. Trông cũng được chứ nhờ. Ui, màu sắc ôi, ông mình cũng ngồi chịu khó xây ngồi từng màu một này. Kinh. Được đấy. Ui, đúng rồi, để là cây hình vuông sẽ dễ nhảy hơn mà cũng nhìn đẹp hơn thật bạn ạ. Cái này mà để lá cây bình thường ấy thì nhìn nó không đẹp đâu. Chính là để ở vuông vuông này cảm giác nhìn đẹp hơn thật các bạn ạ. Được đấy, duyệt. Ok, để mình coi nào. Có cửa dây chuyển này, cái gì ấy, cửa hàng à? Ui, bán gì xuống móc rẻ thế bạn ơi, bán có 50 đậu này. Thế để đấy đi. Có gì xài sau bạn ơi. Lưu hồi sinh này, ok. Ui, nhảy. Map này được cái nó cũng đẹp. Parkour in the night. Đang là 4 giờ sáng mà. Đang là 4 giờ sáng bạn ạ, gần sáng rồi. Chứ in the night gì nữa. Không sao, nên được cái trông khá là ok bạn ạ, nhìn cũng được đấy. Có chịu khó đổi màu sắc các thứ ở các lốc này. Mặt trời này. Ê, mặt trời sắp mọc rồi đấy, cảnh mặt trời chuẩn bị mọc rồi này. Đó. Nhưng mà do khóa thời gian rồi cho nên mặt trời được im một chỗ luôn. Nhìn đẹp nhờ. Nhảy liền. Nhảy liền rồi. Cái này phải đổi thành parkour gì nhỉ? Parkour dạng sáng nó chuẩn các bạn ạ. Sắp sáng đến nơi rồi. Ui. À, hình này tự build à. Ô, đẹp nhờ. Đỉnh đấy, đỉnh đấy, đỉnh đấy. Đỉnh quá ấy, bạn ơi. Được đấy. Map này thì mình thấy là cũng là ok nè. Một tí để các bạn ạ. Được. Đánh giá cũng ôi rồi ôi quá thích gờ này, mới có chạm nhẹ một dưới thôi mà. À, mỗi lần chết là reset lại kho đồ này, khó chịu nhờ. Tôi không thích cái này lắm bạn ạ. Tôi không thích cái tự động reset kho đồ này. Ok không, mình nhìn kia này, đấy không, đó đồ tự reset lại này, kiểu mình đang để nút này không chỉnh lại nút là hơi mệt. Ok vậy, thật ra thì mình cũng chả cần chỉnh nút đâu, bởi vì map này thấy chỉ cần chạm nhẹ cái là chết luôn rồi, đâu cần hồi máu gì đâu nhờ anh em nhờ. Thế nên mình nghĩ là chắc cũng chả cần chỉnh nút gì đâu. Ây da, bình tĩnh nhờ. Ôi, cái gì ấy? Cái gì ấy? Chưa hiểu lắm bạn ạ. Cái trận tàng hình thôi. Chưa hiểu lắm. À, để được đấy. À, thì ra là vậy. Chỗ này là mình hoang mang vãi trưởng. Cái gì ấy? Bơi à? Ui, bơi này. Ấy da. Ui, căng đấy. Căng đấy bạn ơi. Căng đó, căng đó. Mai đẹp đấy, được. Cũng chịu khó xây các thứ bạn ạ. Ok la luôn. Ê, từ từ từ. Ok lưu xin phát. Rồi nha. Bắn liền, bắn liền. Bên này là cái gì ấy? Có chọn đường à? Hình như level này chọn đường các bạn ạ. Ơ sao lại chết rồi bạn nhở? Ơ kìa. Ơ chưa hiểu lắm. Ơ sao chỗ lại chết rồi nhở? Ơ từ. Ơ sao chỗ đấy bị chết, hình như do bị cài trigger kiểu như mình xuống sâu quá thành ra bị chết bạn ạ. Chắc là vậy bạn ơi. Ơ ảo thật đấy bạn ơi. Ok cái này bạn chủ mắc có thể cài lại trigger nhá. Hình như là do bạn ấy cài trigger kiểu như là xuống một độ sâu nhất định ý là sẽ tự chết á. Thành ra mình bơi mình có tí mình đã chết rồi bạn ạ. Chắc là vậy.
Ok, nó không sao. Đường nào đây? Bên này à? Đây bên này bạn ơi. Ơi, từ 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 nha, từ từ nha. Rồi. Bên nào ta? Đây. Ủa, bên này mặt trăng, bên này mặt trời này. Vẫn có trăng mà vẫn có mặt trời luôn. Anh nhìn gì ảo không? Mặt trăng, mặt trời, mặt trăng, mặt trời. Đẹp phết bận nhở. Đấy, khóa thời gian rồi. Ui, quả đen để trí vậy. Trời ơi. Ôi mà để quả đen trí đấy. Tí thì chạm vào cái đèn rơi các bạn ạ. Nhảy liền, nhảy liền. Nhảy liền bạn ơi. Lưu hồi sinh liền. Để coi nào. Chặn đầu à? À ok, chặn đầu một ô thì khá là dễ bạn ạ. Chặn đầu 3 ô mới sợ chứ. 2 ô thì vẫn dễ nhá. Nhưng mà... Úi rồi. Ô sao lại rơi nhở? Ô sao cái pha đấy lại rơi bạn ơi? Ủa? Cái pha đấy mình thấy nó nối liền mà ta, nó nối liền mà sao lại rơi được nhỉ? Ô từ 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 từ, chưa hiểu lắm bạn ạ. À, chỗ này không đi nữa này, cú lừa này, cú lừa này, cú lừa này, chỗ này cú lừa đấy, cú lừa này. Ui, bây giờ còn cú lừa nữa bạn ạ, sợ thật đấy. Không biết là do xây thiếu hay cú lừa bạn ạ. À, cái tên ở hình như đoạn cuối cũng cú lừa hay sao bạn ạ? Từ 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 nha, chỗ này phải bình tĩnh. Anh em nhìn vậy thôi chứ không phải như vậy đâu. Nhìn vậy nhưng không phải vậy bạn ạ. Đây này, cái chỗ này nhìn thì thẳng quá mà này. Đấy, thế hầm đó. Đây không một block này, đó. Chưa, đây này. Đấy, chỗ này phải nhảy qua nha. Ok, bình tĩnh. Cái nơi cẩn thận này, từ 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 từ. Rồi, ok bạn ơi. Nguy hiểm thực sự luôn á. Anh em phải cẩn thận, cái chỗ kia là có cú lừa đấy. Một cú lừa to đùng luôn. Không cẩn thận là rớt ngay. Đây chắc kèo này. Gì ấy? Level 9. Ui, nãy giờ nhảy mới có 9 level bạn ạ. Thấy không? Đó. Không phải là cứ nhiều level là dài, mà không phải là cứ ít level là ngắn đâu. Ok, nhảy cẩn thận đó. Ờ, từ từ, đúng chưa nhở? Ờ, đúng rồi. Ê, sao không nhảy ta? Ảo thật đấy. À đây. Đứng đây chắc kèo đi. Ơ. Ơ, có cái gì nó không đúng bạn ạ? Sao mình bấm để nó không được nhở? Kiểu hiện tượng gì ấy bạn ạ? Hay do mạng lag delay ta? Nhở? Được rồi này. Thỉnh thoảng nó cứ bị nó không nhận nút nhảy á. Do này game nó ảo ma các bạn ạ. Anh em nào chơi PC không biết bị giống mình không? Nhiều khi mà nút nhảy nó không nhận nút nhảy á. Kiểu vậy. Ok rồi này. Một cái cầu thang to đùng. Ui, bên này một cái tòa tháp to đùng các bạn ạ. Tiếp thật. Cái này chắc là leo cầu thang lên trên. Xong rồi đi đâu tôi chưa rõ. Để coi em nào. Ôi dồi ôi. Đá dịch chuyển. Ok luôn. Lên. Level 11 à, ok nhá. Level 11 các bạn ơi. Đói, nhảy nãy giờ mình có 11 level các bạn ạ. Khá là chiến luôn. Ôi. Ây da, cái đầu rồng. Cày đấy. Cay cái đầu rồng đó. Ui, cái đầu rồng này thì... Ui, từ từ nha. Cái chỗ này nha, nhảy không được, nhảy sẽ bị chạm đầu rồng. Mà đi thẳng xuống thì không đủ. Ô, khoan á. Cái đoạn này hơi bị hoang mang này. Chỗ này chắc là đi thẳng xuống thôi. Ô, từ từ. Cái đoạn này là như nào nhỉ? À, cái này anh em cứ đi thẳng xuống dưới các bạn ạ, đừng làm gì cả. Hãy bỏ nút nhảy ra nhá. Trời ơi, mát này nhiều quả cú lừa đấy. Được. Đoạn này thì anh em tuyệt đối là không được bấm ghế nhá. Bởi vì bạn nào bấm ghế là lúc mà ra khỏi ghế là rơi ngay. Đây để tôi test thử anh coi này. Bấm ghế này. Đó, đó, rơi luôn. Tuyệt đối không bấm ghế nhá. Ui, quả máy xoay chất lượng nhỏ. Ui, máy xoay này căng nhá. Ok, để xin được. Máy quá, máy xe để xin bạn ơi. Mẹ xe này thì để ship vẫn ok. Cái này thì... À... Trận thành ở trên rồi. Ok, bình tĩnh. Ôi dồi ôi. Rồi, map này căng đấy. Map này anh em nhìn vậy thôi chứ cũng gọi là tầm trung đấy. Không có dễ ăn đâu bạn ơi. Căng đó. Ok liền. Đi tiếp bạn ơi. Chuyển mình đến hình kia. Mình thấy hình như là có cái... xe lửa này. Chuẩn bị đến chỗ xe lửa bạn ạ. Chưa biết là xe dẫn đi đâu, tôi chưa rõ. Mà được cái mắt này được, tôi đồng ý là mắt này khá đầu tư đấy. Để cử được các bạn nhá.
cũng không quá lắc đâu. Nhìn kiểu nhiều đèn cái thứ này nhưng mà không lắc lắm bạn ạ. Nãy giờ chơi cũng không thấy hiện tượng là giật lắc gì cả. Ngoại trừ mình không thích là cái này nó tự động reset kho đồ á. Không thích lắm. Kiểu như mình muốn lấy đồ ra xong mà chẳng may chết á, phải lấy đồ lại, thành ra là nó cứ hơi bị phiền một tí. Ui, ok. Bởi óp nhìn nào. Ui, phê chùm. Ui dồi ôi. Chóng mặt chưa, anh em thấy không? Ui, cảm giác cực mạnh bạn ạ. Đi xe lửa, ui dồi ôi, nhìn kìa. Ui, bình tĩnh, chuẩn bị này. Chuẩn bị cho mắt bạn ơi, chuẩn bị cho mắt này. 3, 2, 1. Bắt đầu lao dốc. Ui dồi, bắt đầu cho mặt đấy. Ui dồi. Ôi trời mặt. Thôi đừng con. Thôi. Đau mắt quá. Chịu. Nhìn xong mà hoa hết cả mắt các bạn ạ. Ui gì ấy? Vẫn còn cơ. Ôi trời. Ui rồi, ôi bắc cua leo đỉnh à. Khiếp thật. Ô không chơi lừa sinh à? Ơ chẳng may nhảy rất thì sao? Ở đây có này. Ok bạn ơi, bắc cua leo đỉnh khiếp thật, mất công đi xe xong lại leo đỉnh lên trên. Hay đấy, logic các bạn ạ. Lên, mặc dù mình không thích parkour kiểu như này lắm. Tôi không thích parkour leo đỉnh lắm bạn ạ, nhưng mà thôi kệ vậy. Chủ mát xây rồi thì mình cứ chơi thôi. Cái này mà thay bằng rubber thì mình nghĩ là vui hơn đấy nhở. Thay vì chúng ta leo đỉnh thì tại sao không cho xe lên trên đỉnh xong rồi rubber rơi xuống nhở thì vui hơn. Đấy, lâu lắm rồi mình không chơi rubber. Bạn nào biết là có map rubber nào lạ mà mình chưa chơi không, mà hay hay không, thì đừng quên để lại ID phía dưới nhá. Dạo này mình không tìm thấy ID rubber bạn ơi. Hình như là dạo này ít người xây map rubber hay sao bạn ơi. Thực ra là cũng không tìm được cái map rubber nào nó hay hay bạn ạ. À, anh em nào biết thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Để tôi làm tí rubber cái. Cũng lâu rồi không chơi rubber bạn ạ. À, làm tí vitamin rubber. Đổi mới tí mà các bạn là không có map á. Dạo này thấy ít người xem map rubber. Ôi dồi ôi. Căng nhà. Quả phế. Và đấy bạn nào mà không biết nhảy hai block là cũng hơi thốn đấy. Rồi. Ôi tí rồi, sợ quá. Lên, ui, mỏi hết cả tay bạn ạ. Không biết là cao bao nhiêu, gần đến rồi bạn ơi. Gần lên đỉnh rồi. Ngoan, parkour leo đỉnh. Ok liền. Gì đây? Ôi dồi ôi. Gì đây, vẫn còn à? Vẫn còn à bạn ạ. Từ. Bây giờ mình nhảy rất là cái là đi từ đầu ấy. Không có đùa đâu. Có đường xuống này. Cái gì ấy? Trả lời câu hỏi à? ID chủ map 1104635. 1104 đây. Ơ mà chính ra cái này mình đi kiểu ăn gian được đúng nhở? Đúng không ta? À đây, trời ơi, cái giò được mà. Không được. À chặn đây này, trời ơi, thì ra thế. Map có bao nhiêu level? Chết tớ, đố ai mà nhớ bạn ơi, không nhớ, thật ra thì áp dụng cái này thôi. Ê, game hơi dễ. Game nó lại hơi bị dễ. Ôi giời ơi. Tưởng gì. Game nó lại hơi bị dễ bạn ạ. Chủ mắt còn non và xanh lắm gì ấy. À, còn đánh mấy con này là thôi bạn ơi. Cho đến đây thôi bạn ạ. Chơi đến đây thôi. Đánh quá thì thôi bạn ạ. Được. Nhìn chung map này mình thấy đánh giá là chơi ổn bạn ạ. Trang trí ok. Chắc là để cửa được ấy. Map trang trí khá ok, độ khó trung bình đấy, khá rộng để chơi liên thông đấy. Ok các bạn hãy trải nghiệm thử nhé. Tim ok bạn ơi, thì video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn có kiến góp gì muốn mẹ béo làm dùng nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.